Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang ẩm thực sẽ đi cập nhật tình hình hội hoa xuân Tết năm 2023 như thế nào nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú và anh chị và các bạn xem video đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là bữa nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc Khang đi sẽ cập nhật tình hình hội hoa xuân Tết năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại quận 7. Thì những cái chậu bưởi kiển là rất là đẹp, trái rất là nhiều. Thì Phúc Khang sẽ cập nhật tình hình từ địa điểm bán hội hoa xuân tại quận 7 địa điểm như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây là đường Lâm Văn, đường Nguyễn Lương Bằng nha cô chú anh chị và các bạn, gần với bệnh viện Việt Pháp, gần với chợ Tân Mỹ, khu chợ Tân Mỹ. Thì năm 2023 thì công việc làm ăn vất vả, nhưng có cái là Tết cũng chôn sao cũng nhộn nhịp nha cô chú anh chị và các bạn. Trái rất là nhiều. Đây là bữa thiệt luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Này là bữa thiệt luôn, không phải là bữa giả nha. Cô chú và các bạn nào có nhu cầu thì cứ đến địa điểm đường Nguyễn Lương Bằng gần với bệnh viện Việt Pháp với chợ Tân Mỹ, mua ủng hộ cho các cô chú bán hội hoa xuân tại đây. Thì Phúc Khang sẽ cập nhật tình hình hàng ngày với cô chú và các bạn những cái địa điểm hội hoa xuân tại quận 7 cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rất là nhiều, cây nào cây nấy trái rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang sẽ hỏi với chủ tại địa điểm này một cây này giá tầm khoảng bao nhiêu nha cô chú anh chị và các bạn. Bên kia là bán mộc, ủy ban nhân dân phường Tân Phú, hội hoa Tết phường Tân Phú tổ chức. Hôm nay cũng nhộn nhịp rồi nha cô chú anh chị và các bạn, rất là đông. Đây là giá chủ có báo giá luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Chậu nhỏ nhất là 4,5 triệu ha anh. Nhỏ nhỏ đỏ đỏ trong là 4,5 triệu, còn cái chậu lớn này bao nhiêu anh? 18 triệu. Cái này là có giá đó nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú nào có nhu cầu thì cứ đến đây ủng hộ cho anh tại địa điểm là đường Nguyễn Lương Bằng gần với chợ Tân Mỹ, cặp với bệnh viện Việt Pháp nha cô chú anh chị và các bạn. Sao anh? Chậu này là 8 triệu. Chậu này là 8 triệu, chậu ở trong là 4,5 triệu. Đúng rồi. Dạ. Rồi để em giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu có đến đây ủng hộ cho các anh. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hội hoa xuân năm nay có tổ chức tại cặp với nhà văn hóa phụ nữ Phú Mỹ, đường đối diện với bệnh viện Việt Pháp như cô chú anh chị và các bạn. Năm nay sẽ có mở hội hoa xuân trên cái đường này. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ đến ủng hộ cho các thương lái cũng như các anh buôn bán hội hoa xuân ở đây. Thì Phúc Khang sẽ quay sơ lược cập nhật tình hình hàng ngày cho cô chú anh chị và các bạn xem. Nhà văn hóa phụ nữ thành phố cơ sở 2 tại đường Nguyễn Lương Bằng, đối diện với bệnh viện Việt Pháp nha cô chú anh chị và các bạn. Đây có những cái rạp người ta đã làm sẵn để chuẩn bị người ta bán hoa Tết nha cô chú anh chị và các bạn. Đối diện với bệnh viện Tim Tâm Đức. Còn đây là
địa điểm như hàng năm tại Phú Mỹ Hưng nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là ta chuẩn bị cũng mai cũng lên cũng một số bông hoa người ta cũng đã có lên nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang hôm nay cũng đi cập nhật tình hình từng địa điểm giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn xem. Đây mai rất là nhiều. Thì để Phúc Khang sẽ gặp những chủ ở đây, Phúc Khang sẽ hỏi thử cái giá như thế nào cho cô chú chị và các bạn xem ha. Đây hoa kiển, cái này là khu Phú Mỹ Hưng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mỗi năm thì Phú Mỹ Hưng có tổ chức họ hoa xuân. Ở đây cũng có vài gian hàng người ta lên cũng có nhiều cái người ta đang chuẩn bị nè cô chú anh chị và các bạn. Đó, mấy chỗ này làm cho sạch để chuẩn bị bán hoa xuân. Đây là những địa điểm bán hoa xuân của năm 2023. Rất là nhiều, rất là đẹp luôn của chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang sẽ đi dạo một vòng để giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn xem. Đây đào những cái xe chuẩn bị trưng bày bán Tết. Đây là mai nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây những anh chị này chuẩn bị nè, chuẩn bị buôn bán nè. Thì địa điểm này là địa điểm của đối diện với trường Nam Sài Gòn, khu Phú Mỹ Hưng. Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video.